Tủ sách Bảo Anh Lạc 24 Nét bút nơi song cửa Thích nữ giới hương Nhà xuất bản Hồng Đức 2018 18. Tưởng niệm giác linh sư trưởng như nguyện Nam mô bổ sư thích ca mâu ni Phật Chúng con là tỳ kheo ni giới hương, chư ni và các Phật tử chùa Hương Sen, Bờ Kali vừa hay tin sư trưởng thượng như hạ nguyện Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Ni Bộ Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ và trụ trì Chùa Xá Lợi. Rosemead, California, Hoa Kỳ, đã xả báo thân tại thế giới ta bà huyển hóa vào lúc 5 giờ 30 phút giờ chiều, ngày 15 tháng 01 năm 2017, nhằm ngày 18 tháng Chạp, năm Bính Thân, Thế Thọ 70, Lạp Thọ 50. Kính Bạch Giác Linh Sư Trưởng Là một trong những vị nghi nhỏ đang tập tỉnh hoàn pháp tại Hoa Kỳ, sự quẩy dép về Tây của sư trưởng làm chúng con, hàng nghi giới cảm thấy hụt hẫng, chơi vơi và thiếu nơi nương tựa. Đây là một mất mát lớn cho tổ đình chùa xá lợi nói riêng, cho giáo hội, chư tôn Đức Tăng Ni và hàng Phật tử ở khắp nơi nói chung. Chúng con nhớ đến giác linh THUO xin tiền trong những mùa hạ an cư, đại lễ Phật đảng, vu lan và các khóa tu Bắc Mỹ, sư trưởng xuất hiện như một thầy ni hiền hòa, khoan dung, ít nói. Từng bước đi và cử chỉ của người đều biểu hiện oai nghi phẩm hạnh của bậc nữ đạo ni lưu. Mỗi lời nói của người như phản phất hương thơm ái ngữ, dịu dàng lân mẫn của kiều đàm di mẫu. Suốt một chặng đường dài, người đã sát cánh cùng với Đại Tăng xây dựng ngôi nhà Phật giáo tại hải ngoại để xiển dương chánh Pháp, đào tạo tăng tài, duy trì mạng mạch như lại, để báo đáp hồng ân tam bảo, nối gót dòng thánh. Chí nguyện giải thoát và đạo nghiệp phụng sự của sư trưởng vẫn còn sống mãi trong tâm tư của tất cả chúng con như trong trưởng lão ni kệ đã tán tháng. Là vị tỷ kheo ni. Các căn được tu tập. Ly hệ mọi khổ ách. Việc cần làm làm xong. Đối với các lộ hoặc. Đã đoạn diệt hoàn toàn. Kệ 364. Giờ này xin hướng về giác linh đài. Trước hương án khói nhan nghi ngút. Chúng con kính nguyện giác linh sư trưởng trực vãn tây phương an lạc thế giới. Và thương hàng hậu học ni chúng mà mang đại nguyện. Hữu duyên như nguyện hoàng lai ta bà. Hóa độ. dìu giác chúng con. Nhân dịp này chúng con cũng xin kính gửi đến môn đồ pháp quyến của giác linh sư trưởng và quý Phật tử chùa xá lợi lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự mất mát to tác này. Ngưỡng nguyện giác linh sư trưởng Thùy từ chứng giám. Nam mô sanh Phật quốc Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Chùa Hương Sen, ngày 18 tháng 01 năm 2017. Thành tâm bái bạch. Tỳ kheo ni thích nữ giới hương cùng ni chúng.